Sông bay tật sông cọp phong tật cao túc hôn xây lai rồi bọc sông ta đâu bảo mát mưa nghe bảo mát mưa nghe bảo mát mưa nghe đó bảo buôn khi nhóm bảo mát mưa nghe đó trong khu xa rồi bọc sông trong bê được sông cao túc nơi bê được thay ngoan nạ dây trăm tay bạc tần tích xe sập hoang ca tranh mọc bạn không vui sầm lên, bị chun sầm lên, tới lục sầm trước không có tha thao ý, không có bằng họ xa, xua tới là sai sắp ra thai bá, ăn cà cà ra thai bá việc đắng đấy, sạt tay đôi kia đấy, việc đắng đấy, chẳng cho bán nào thả, ăn cà cà ra thai bá đây bằng cát lang chẳng nè, cứ đạp bay phải chăng ra thai bá. Tại vì mình bán thuơ sạc cam ở phía Nam mùi đàm bay sạc tay ca phía sạc tay đôi kia đi. Phê anh vẫn nạ nỉ dây nó đôi chỉ khó trâm tay à phía thân thay à nà vô đây vô tập bốn thơ vô đây à. Thầm bà đắng đi bạc vẫn nắng á kì ai phê anh vẫn nạ nhà tay cửa xuống cây ca nửa đi phong cửa xuống bò đường miên phong cửa xuống bà đây sẵn đi phong cửa xuống nà mùi thiệt đi mà hạp tây quá quá phật thọ bắn tay hai tay bán chia bốn sợi rồi bọc trong slap trời ban bảo mát bảo bốn trong trời ban bảo mát cua sát trong trời ban bảo mát nè ai ăn chanh mà cà phê chẳng ai cai công để dây bị hương đập bờ sang đa rửa tăng đa thúy chỉ mũi kêu mà xong nơi khi nào hôm nay này cá công con vào hôm dài nhóm mà rong trăm mới có xuống cạnh ca này đi nhóm rong trăm mơ phụ ăn dưới ô tầng lại ta thư ta cảm một việc cà phê cổ xa khi ông đi cà phê nơi phía play thơ rồi bỏ bọn xa đây khi ông đi nhóm rong trăm mơ rước đi viêm bằng xóm rung ta tại sao nhỉ?